tôi nghĩ chị đang tạo một cái từ sức khỏe mà vô tình em thấy tôi vô tình rồi vô tình và không có sự đồng cảm gì được, nhưng mà nó hơi sống vào nó xì để mài thì mài rất là ít cho nên là không có đau, chỉ hút một xíu thôi. Hài lòng, thấy bác sĩ rất